Thưa quý vị, hãng tin Reuters dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử Cộng hòa Nhân dân tự xưng Đô Nhét vào cuối ngày 27 tháng 9 cho biết hơn 99% cử tri của vùng ly khai này ủng hộ kế hoạch sát nhập vào Nga. Tỷ lệ này ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugan là hơn 98%. Hai khu vực khác đó là tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, khoảng 87% cử tri ở đây ủng hộ ý tưởng sát nhập vào Nga và vùng Zaporizhia lân cận là hơn 93%. Đây là các vùng do Nga hoặc là phe ly khai thân với Nga kiểm soát, chiếm hơn 15% diện tích lãnh thổ Ukraine. Một số nước phương Tây đã lên án và cho rằng các cuộc trưng cầu này là bất hợp pháp và tuyên bố không công nhận kết quả. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp khẩn ngay sau khi các vùng của Ukraine công bố kết quả trưng cầu. Trong khi đó, giới chức Nga nhiều lần khẳng định người dân các vùng của Ukraine có quyền quyết định số phận của chính họ. Moscow thì cũng tuyên bố là có quyền bảo vệ hoàn toàn cho các vùng sát nhập. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu sẽ điều tra các bằng chứng mà Đức và Thụy Điển thu thập được rằng các đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 1 và 2 do gì là do bị phá hoại. Theo Bộ Kinh tế Đức, Berlin chắc chắn rằng các vụ rò dỉ tại các đường ống không phải là sự cố ngẫu nhiên hay do sự cũ kỹ của vật liệu xây dựng, mà nó là do các cuộc tấn công có chủ đích gây ra. Trong khi theo giới chức Ba Lan, thì các hành động phá hoại có liên quan đến tình hình leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine, và đây chính là nguyên nhân để dẫn tới vụ rò rỉ đó. Trước đó, thì giới chức Thụy Điển cho rằng sẽ tiếp tục liên hệ với NATO và các nước láng giềng như là Đan Mạch và Đức để tiếp tục điều tra vụ việc trên. Thưa quý vị, tính đến sáng ngày 28 tháng 9, thế giới ghi nhận hơn 621 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 6,5 triệu ca tử vong do dịch bệnh này. Trong vòng 24 giờ qua, Pháp là quốc gia ghi nhận thêm số ca mắc COVID-19 nhiều nhất, trong khi Nga có số người tử vong do dịch bệnh này nhiều nhất thế giới. Ngoài ra, thì hiện toàn thế giới có hơn 600 triệu ca nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Xét theo quy mô của khu vực, thì châu Âu vẫn là khu vực có tổng số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất trên thế giới. Châu Á thì cũng vẫn ghi nhận tổng số ca nhiễm COVID-19 ở mức cao với gần 200 triệu ca. Đứng đầu khu vực là Nhật Bản. Ở khu vực Bắc Mỹ, thì Mỹ có số ca nhiễm mới và mới tử vong nhiều nhất trong khu vực với 9.980 ca nhiễm và 62 ca tử vong. Trong số ca nhiễm COVID-19 tại châu Phi là hơn 12 triệu ca thì Nam Phi đứng đầu khu vực về số ca nhiễm mới với 314 ca trong vòng 24 giờ qua. ại dịch Covid-19 hoành hành suốt 3 năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của Trung Quốc, trong đó phải kể đến thị trường bất động sản. Lĩnh vực này từng là động lực chính của tăng trưởng ở Trung Quốc nhưng gặp khủng hoảng kể từ năm 2020, sau khi nhà chức trách siết chặt việc vay nợ của các nhà phát triển bất động sản. Khủng hoảng giá cả đã đẩy hàng nghìn người mua nhà nơi đây rơi vào tình trạng khổ sở do các chủ đầu tư thiếu tiền và phá sản. Suốt 6 tháng qua, bà Su phải sống trong một căn chung cư ở thành phố Quế Lâm, miền Tây Nam Trung Quốc, nhưng đã phải leo bộ, cơ sở hạ tầng thô sơ, cuộc sống sinh hoạt khó khăn. 3 năm trước, qua những lời quảng cáo giao bán là căn hộ chung cư cao cấp với hướng nhìn ra bờ sông, không khí trong lành, bà Su đã dồn hết số tiền tiết kiệm của mình để mua nhà cho con trai. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, căn hộ như lời hứa hẹn vẫn chẳng thấy đâu, mà thay vào đó là căn hộ ẩm ướt, tường không sơn, không có ổ cắm điện và không có điện nước để sinh hoạt. Cảm giác như rơi từ thiên đường trở về mặt đất. Tất cả công sức của gia đình đều được đầu tư vào ngôi nhà này. Tôi mua cho con căn nhà này để lấy vợ và kinh doanh, nhưng không ngờ tòa nhà giờ đã mục nát. Giờ trong gia đình, con trai tôi và chồng tôi không muốn nói chuyện với tôi. Bà Su không phải là người duy nhất đang chật vật với căn hộ của mình. Nhiều người trong cùng tòa nhà của bà, cũng như nhiều trung cư cao cấp trên khắp Trung Quốc, cũng đang lâm vào tình trạng xây dựng giang dở. Thậm chí, họ phải dùng chung nhà vệ sinh tạm ở dưới chân trung cư. Để mua được một căn nhà không dễ dàng gì, nó là tài sản cả cuộc đời. Vì thế chúng tôi phải đấu tranh vì quyền và lợi ích của mình. Hơn 2 phần 3 tài sản của các hộ gia đình ở thành thị gắn liền với bất động sản. Hàng nghìn người mua nhà rơi vào tình trạng khó khăn do các chủ đầu tư thiếu tiền, phá sản hoặc từ bỏ các dự án đang gặp khó. Tháng 8, giá nhà tại Trung Quốc đã giảm 0,2% và 0,4% tại các thành phố cấp 2 và cấp 3. Thay vì tung ra các dự án mới, nhiều công ty bất động sản vẫn đang tập trung trả nợ. Đồng nhân dân tệ mất giá càng tạo thêm gánh nặng cho các nhà phát triển. Vấn đề này trước hết sẽ ảnh hưởng đến các giao dịch bất động sản và uy tín của chính phủ và sau đó nó có thể làm trầm trọng thêm vấn đề nợ của các chủ đầu tư tâm lý người mua nhà hiện tại còn tồi tệ hơn so với cuối năm ngoái do các điều kiện tài chính bị thắt chặt nhiều chủ cửa hàng Mỹ mất 80 đến 90% doanh thu. Làm sao bạn có thể mời họ mua bất động sản? Chính quyền ở một số địa phương đã thực hiện các bước để hỗ trợ lĩnh vực bất động sản trong năm nay, bao gồm nới lỏng điều kiện mua nhà, cho phép trả trước ít hơn, cắt giảm lãi suất vay thế chấp và giảm giá bán nhiều hơn, ổn định thị trường và lấy lại niềm tin của người dân. Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Trung Quốc cần được tái thiết kế, Việc nhận tiền trước cho nhà chưa xây dựng phải được kiểm soát tốt hơn nhằm ngăn chặn gian lận và phá sản. Quan trọng nhất là tận dụng tối đa nguồn cung nhà hiện có. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động. Tiếp theo sẽ là một số tin vấn đáng chú ý. Chính phủ Pakistan ước tính chi phí tái thiết khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại 20 huyện bị ảnh hưởng ở nước này vào khoảng 170 triệu đô la. Đợt lũ vừa qua đã để lại những thiệt hại chưa từng có và tạo ra một thách thức lớn đối với chính phủ Pakistan. Lũ lụt do mưa gió mùa kỷ lục và sông băng tan chảy ở các vùng núi phía bắc Pakistan đã cướp đi sinh mạng của gần 1.600 người và ảnh hưởng đến hơn 33 triệu người kể từ giữa tháng 6 vừa qua. Lũ rút dần cũng là lúc Pakistan đối mặt với thảm họa mới khi hàng chục nghìn người bị tiêu chảy, kiết lị, sốt xuất huyết và sốt rét. Bão Ian đã ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng lưới điện quốc gia Cuba và dẫn đến sụp đổ hoàn toàn hệ thống này đồng nghĩa với việc cả đảo quốc Caribe này đang bị mất điện. Quá trình khôi phục hệ thống lưới điện đang được tiến hành. Trước đó, Cuba đã sơ tán khoảng 50.000 người để tránh bão. Sau khi quét qua Cuba với sức gió lên tới 200 km một giờ, cơn bão cấp 3 trong thang bão 5 cấp này tiếp tục di chuyển lên phía Bắc hướng tới bang Florida của Mỹ. Nhà chức trách địa phương đã ra lệnh sơ tán hơn 2,5 triệu người. Bão Ian được dự báo là một trong những cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất ở Mỹ, ước tính từ 38 đến 60 tỷ đô la. Bộ Thương mại Thái Lan vừa công bố 42 mặt hàng có nguy cơ cao bị gian lận để tái xuất, đặc biệt là sang Mỹ và Liên minh châu Âu, nhằm tránh bị các nước nhập khẩu áp thuế chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp. Các hình thức gian lận bao gồm thay đổi chi tiết nhỏ trên sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm đã thay đổi chi tiết từ các nước thứ ba và điều chỉnh về giá để tránh bị áp thuế. Do đó, Thái Lan siết chặt các quy định liên quan đến việc cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Trong số này có mật ong tự nhiên, các sản phẩm sắt thép, lá nhôm, ổ đĩa cứng, tủ gỗ, động cơ điện và máy phát điện, trong đó lá nhôm và xe đạp điện có nguy cơ bị ra lận cao nhất. Người dân trên khắp thế giới đang lao đao trong cơn bão lạm phát, ngay cả ở những quốc gia giàu có như là tiểu vương quốc Dubai, nhiều người dân vẫn phải chật vật lo bữa ăn hàng ngày. Những chiếc máy phát bánh mì miễn phí mới được lắp đặt gần đây ở Dubai đã làm ấm lòng những người dân nghèo ở thành phố xa hoa này. Bánh mì sandwich, bánh mì pita hay bánh chapatis kiểu Ấn Độ, người dân có thể lựa chọn 13 loại bánh mì miễn phí ở những cây bán bánh mì tự động như thế này vừa được lắp đặt tại một số siêu thị ở Dubai. Máy cũng có khe quẹt thẻ tín dụng nhưng không phải để thanh toán tiền bánh mà để các nhà hảo tâm có thể quyên góp tiền cho hoạt động ý nghĩa này. Máy, tưởng này Máy phát bánh mì miễn phí là sáng kiến của quý, quý tử thiện mì do mì tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum sáng ở lập. Ông ấy nói rằng sẽ không để ai ở Dubai phải chịu đói. Dubai phụ thuộc chủ yếu vào thực phẩm nhập khẩu nên chịu ảnh hưởng nặng nề khi giá cả tiêu dùng tăng mạnh trên toàn cầu. Chỉ số giá thực phẩm tại Dubai tăng 8,75% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí giao thông đi lại tăng hơn 38%. Đời sống của người lao động tại Dubai ngày càng eo hẹp vì lạm phát. UAE có dân số gần 10 triệu người, trong đó có đến gần 90%, tức là khoảng 8,7 triệu người là người nước ngoài, nhiều lao động đến từ châu Á và châu Phi làm việc trong các ngành xây dựng, dịch vụ. UAE đã tăng gấp đôi trợ cấp xã hội nhưng chỉ áp dụng với những hộ gia đình người Ả Rập có thu nhập dưới 6.800 đô la Mỹ một tháng. Do lạm phát và lãi suất tăng, chi phí sinh hoạt tăng cao, rất nhiều người có mức lương thấp không thể xoay sở cho những nhu cầu cơ bản. Henley Partner, một công ty tư vấn di cư đầu tư có trụ sở tại London, nước Anh, ước tính Dubai có hơn 68.000 triệu phú và 13 tỷ phú, đồng thời xếp hạng Dubai là thành phố giàu thứ 23 trên thế giới. Tuy nhiên, Dubai phải dựa vào lực lượng công nhân lao động nước ngoài để xây dựng các tòa nhà chọc trời và cho lĩnh vực dịch vụ từ bất động sản đến du lịch xa xỉ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động.